Chào cả nhà nha, hôm nay là trời buổi sáng. Coi mấy giờ rồi? Kém 15, 9, 10 giờ sáng. Trời chưa có lên nắng hùng. Mình ra đây hôm qua là mình có quay một cái clip ở ngoài thành phố về mình đăng lên, nhưng mà mình không biết lý do tại sao mà nó lại nổi lên cái khi mình đăng lên rồi thì nó úp lên hết rồi thì nó lại nổi lên cái chìa khóa, mình không biết lý do như thế nào. Rồi cái đó là nó không cho vô luôn, không cho đăng luôn. Mình xóa, bây giờ mình ra mình quay thử cái này rồi mình đăng lên coi nó có từ khóa đó không, cái ổ khóa đó nổi nữa không. Giờ còn có một trái bầu này thôi nha cả nhà, còn có trái thôi, còn nhiêu lại là mình cắt vô hết rồi. Cái đọt hiện nay nó cũng ra nhiều đọt. Này là cuối cuối cùng rồi, không còn để mà ra trái nữa. Rồi tất cả đều dọn dẹp sạch hết. Em quay một chút rồi mình để lên coi nó có bị vậy nữa không. Nếu bị vậy mình cũng không biết là lý do tại sao nữa nha cả nhà. Buồn quá. Tự nhiên bây giờ nó lại 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 không cho đăng. Hôm qua là không có dính nhạc nè, không có gì hết. Mình quay qua đường phố thôi mà không hiểu tại sao. Để mình làm cái này mình đăng lên rồi coi, nếu mà nó có nữa mình cũng không biết làm sao ấy. Mình dẹp luôn cái YouTube này qua. Bà mẹ nó. Rồi mình quay đến đây mình kết thúc để mình vô mình đăng lại coi nó có bị vậy nữa không. Nếu nó bị vậy là mình xóa, là mình cũng dẹp luôn cái YouTube này. Chào cả nhà hết nha.